Chiến thần sở Bắc Lạc Mai chương 361 ông nghĩ tôi thiếu tiền à? Tôi xin lỗi cậu, xin lỗi cả con gái cậu nữa, xin cậu tha cho tôi lần này. Từ lệ sợ đến mức tái mặt, nước mắt nước mũi giản ruộng, nước nở cầu xin. Đến chồng cô ta còn không dám làm gì sở Bắc thì cô ta làm gì còn chỗ dựa nào nữa. Tốt nhất bây giờ nên dùng cách mềm nắn rắn buông. Audio điện tử võ tấn bền. Cậu sở, xin cậu nể mặt anh trai tôi rồi tha cho chúng tôi lần này, tôi sẽ điền tiền cho cậu, bao nhiêu cũng được. Lý Hải Bắc cũng vội vàng cầu xin, chỉ sợ mình cũng bị liên lụy. Tiền, ông nghĩ tôi thiếu tiền à? Sở Bắc bình thản cất giọng chất phấn. Lý Hải Bắc nghệt mặt ra, nhất thời không dám nói gì nữa. Sở Bắc không để ý đến ông ta nữa, mà nhìn sang từ lệ. Ban nãy, cô còn định đánh con gái tôi đúng không? Tự vào 10 cái đi. Hả? Từ lệ thần người ra. Sở bắc bắt cô ta tự vả trước mặt bao nhiêu người thế này ư? Vậy thì mất mặt chết mất. Cô còn ngây ra đó làm gì? Nhanh cái tay lên. Lý Hải bắc trợn trừng mắt rồi quát lớn, bấy giờ từ lệ mới hoàn hồn. Tay phải cô ta dơ lên, sau một chốc do dự thì tắt xuống. Nhưng lực không mạnh, gần như chỉ làm cho có lệ. 20 cái. Sở bắc lạnh mặt, vừa lên tiếng đã tăng gấp đôi số lượng cái tát. Từ lệ tái mặt, thấy vô cùng hối hận. Bảo cô tát chứ vuốt mặt à. Lý Hải Bắc cũng đã tức điên, tiếp tục tát cho Từ Lệ thêm một cái nữa đến mức ngã nhào. Phải dùng lực mạnh như thế mà tát, thiếu cái nào thì đừng có trách tôi là ác. Chương 362 thậm chí còn tưởng mình thấy ảo giác. Đương nhiên, người đang kinh ngạc nhất phải kể đến Chu Cầm. Bà ta thấy rất hoang mang, thậm chí còn tưởng mình thấy ảo giác người nhà họ lý đang sợ tên con rể vô dụng của bà ta ư không thể nào chát sau cái tát đau điếng cuối cùng mặt của Từ lệ đã sưng phù và đỏ như đít khỉ mặt cô ta vô cùng đau rát cậu sở cô ta tự vả xong rồi cậu xem lý hải bắc ngẩng đầu lên rồi dè dặt nhìn sở bắc nếu còn lần sau hai người sẽ không may mắn vậy đâu thấy hình như con gái mình đã đói sở bắc cũng không thèm so đo với hai vợ chồng nhà kia nữa anh bỏ lại một câu rồi bế tiểu Vũ Tâm lên xe. Chiếc xe khởi động rồi nhanh chóng biến mất. Bây giờ, Tư Lệ và Lý Hải Bắc mới thở phào một hơi. Những người khác cũng biết điều mà lủi đi hết. Ai nấy đều bế con nhà mình đi về. Vợ chồng Lý Hải Bắc đi xa rồi thì Chu Cầm mới định thần lại. Nhưng bà ta vẫn thấy vô cùng khó tin. Có chuyện gì thế nhỉ? Bà ta nhìn trái ngó phải nhưng không thấy Sở Bắc đâu, thấy thế thì vội vàng bắt xe về nhà không được, mình phải về nhà hỏi rõ xem có phải thằng mù kia đang giấu mình chuyện gì không. chương 363, chuyện gì? Sao tôi không biết? Ừm, bố yên tâm, Tâm Nhi sẽ không nói với mẹ đâu, đây là bí mật nhỏ của chúng ta. Tiểu vũ tâm gật đầu. Tuy không biết vì sao, nhưng thầy đã nói với cô bé, nhất định phải nghe lời bố. Tiểu Tâm Nhi thật ngoan. Sở bắc khẽ vuốt mũi con gái. Chỉ cần con gái ở bên cạnh, anh đều sẽ vui vẻ từ tận đáy lòng. Thanh Vũ đưa hai bố con dưới dưới biệt thự rồi mới rời đi. Sở Bắc ôm con gái quay về biệt thự, Lạc Tuyết hình như cũng vừa mới về tới nhà. Sở Bắc, không xảy ra chuyện gì chứ. Lạc Tuyết đỡ lấy con gái, tiến lên nhìn một vòng, thấy không có gì mới yên tâm. Có cậu ở đây, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Sở Bắc khẽ cười, nhẹ giọng an ủi. Không sao là tốt rồi, mẹ đâu? Lạc tuyết nhẹ nhóm, lúc này mới nhớ đến chu cầm, theo bản năng bèn hỏi. Ở phía sau, sở bắc lắc đầu, nhưng vừa dứt lời, cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra. Sở bắc, cậu nói rõ cho tôi, rốt cuộc vừa nãy là chuyện gì? chu cầm hùng hổ đi vào, trực tiếp bỏ qua con gái, không chấp mắt nhìn sở bắc chằm chằm. Tư thế đó như thể đang tra hỏi tội phạm vậy. Mẹ, sao vậy? Lạc tuyết lập tức ngây người, không biết chu cầm muốn làm gì chuyện này không liên quan đến con. Chu cầm hô tay, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm sở bắc như cũ. Sở bắc, có phải cậu có chuyện giấu tôi không? Hôm nay cậu nhất định phải nói cho rõ ràng. Đối mặt với chất vấn từ chu cầm, sở bắc chỉ lạnh nhạt cười, vung tay. mươi 364 vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bà đang nói gì, sao tôi lại không biết? Cậu! Mắt thấy sở bắc mang dáng vẻ có bị đánh chết cũng không nhận, chu cầm cũng muốn phát điên theo chỉ có thể quay đầu tức giận nhìn lạc vũ tâm. Nhóc con, mấy chuyện lúc nãy cháu đều thấy cả rồi chứ. Nói cho mẹ cháu nghe đi, để nó hỏi. Thế nhưng, lạc vũ tâm lại vô tội trước mắt, đầu lắc như trống. Bà ngoại, cháu không nhìn thấy gì cả, không biết gì cả. Mấy người, chu cầm tức đến mặt mũi trắng nhợt, chừng mắt nhìn sở bắc, tức giận đi về phòng. Để lại lạc tuyết ngơ ngác không biết gì. Lạc tuyết cũng không gặng hỏi, mà đi nấu cơm con gái thì ở trên sofa chơi đồ chơi mới mua. Sở bác chống gậy, đi đến ban công, đúng lúc điện thoại vang lên. Cậu sở, bây giờ cậu có tiền không? Là tôi, Lý Hải Đông. Điện thoại vừa thông, đã vang lên âm thanh cẩn trọng của Lý Hải Đông. Sở bác như cũng không quan tâm, nói một chữ. Nói, điện thoại vẫn chưa bị cúp ngay, Lý Hải Đông bên kia dường như cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu sở, ngày mốt là đại hội đấu thầu của Tân Hải rồi, nhà họ Lý đã tập trung mọi nguồn tiền, chỉ cần cậu nói một câu, nhà họ Lý chắc chắn sẽ không giữ lại gì. Gia chủ Lý có lòng rồi. Sở Bắc khẽ cười, nhếch miếng, vẫn nắm chắc mọi thứ như cũ. Cậu sở khách sáo rồi, đây là chuyện tôi nên làm mà. Bên kia điện thoại, giọng điệu Lý Hải Đông rất nhún nhường. Trường 365 cậu, cậu sở, rốt cuộc là có thân phận gì? nếu không phải người ta lười quan tâm đến hai người thì hai người ngay cả cơ hội xin tha cũng chẳng có đâu. Giọng điệu Lý Hải Đông tức giận. Ông ta lại nhấn mạnh, cả Tân Hải này, cho dù đắc tội với ai, cũng không được đắc tội với Sở Bắc. Nhưng hai tên này thì hay rồi, cứ phải lao vào nòng súng. Đúng là người muốn chết, có ngăn cũng chẳng được. Anh, em thật sự đã biết sai rồi, chẳng phải anh muốn cầu xin giúp em sao? Sao lại nói sang đại hội đấu thầu rồi? Vẻ mặt Lý Hải Bắc như đưa đám, sau khi rời trường học, ông ta lập tức đến tìm anh trai mình. Nhưng Lý Hải Đông gọi điện thoại, lại không nhắc đến một chữ nào xin tha, trực tiếp bỏ qua ông ta. Cái tên phế vật nhà chú mày, bảo chú mày thường ngày đọc sách học hỏi nhiều vào, chú mày nghĩ là có thể tùy tiện nói được sao. Lý Hải Đông chừng mắt nhìn ông ta, lại càng tiếc rèn sắt không thành thép. Nếu anh trực tiếp xin giúp, cậu sở có thể tha thứ cho chú mày mới lạ. Vì để giữ toàn mạng sống cho mấy người, anh đây suýt nữa đã phải dâng cả tập đoàn Lý thị tận tay cho người ta rồi. Cái gì? Câu này vừa thốt ra, Lý Hải Bắc và Từ Lệ lập tức ngây ngốc. "Cậu, cậu, cậu sở đồng ý rồi?" Lý Hải Bắc nói năng lộn xộn, cả người không ổn. Nếu dâng tập đoàn Lý thị cho người ta, chẳng phải nửa đời sau bọn họ phải đi xin ăn rồi sao? "Chú mày nghĩ gì vậy? Chút chuyện nhỏ nhặt này, cậu cảm thấy cậu sở để tâm sao?" Lý Hải Đông chừng mắt nhìn ông ta, trong lòng cảm khái không thôi. Mà Lý Hải Bắc và Từ Lệ này vừa nghe thấy, suýt bị dọa chết rồi. Audio điện tử võ tấn bền chương 366 ông ta biết, đây chính là cơ hội một lần. Mau cút đi, đại hội đấu thầu sắp bắt đầu rồi, còn kiếm chuyện nữa, ánh mày sẽ không quan tâm nữa. Vâng vâng vâng, Lý Hải Bắc vội gật đầu, chừng mắt nhìn vợ mình rồi đưa Từ Lệ rời đi bọn họ thề sau này nếu gặp sở bắc và người nhà cậu chắc chắn sẽ chạy đi thật xa mà hai người lý hải bắc vừa đi lý hải đông đã cắn răng gọi thư ký đến đi đến phòng tài vụ bảo bọn họ lấy hết toàn bộ vốn lưu động lấy ra hết tôi cần dùng đến thư ký xứng người sau đó vẫn gật đầu vội đi làm ngay lý hải đông đứng một mình trong phòng làm việc vẻ mặt rất dứt khoát ông ta biết đây chính là cơ hội một lần nếu là bình thường chắc chắn ông ta sẽ không dám gọi điện cho sở bắc nhưng bây giờ cơ hội ở ngay trước mặt ông ta không muốn bỏ qua có tập đoàn bắc giã thì đại hội đấu thầu này ắt hẳn sẽ là màn biểu diễn của một mình sở bắc lúc này nếu có thể ngồi cùng thuyền với sở bắc nhà họ lý chắc chắn sẽ như thuyền lên theo nước không thể không nói lý hải đông đã tạo cho ông ta một cơ hội rồi nghe ý của sở bắc thì có vẻ đã đồng ý rồi Tại nhà họ Lưu, bầu không khí cũng không khác gì với tập đoàn Lý Thị. Tổng giám đốc Lưu, cổ phiếu đã ổn định hoàn toàn, công ty đã quay về quỹ đạo rồi. Nghe thấy lời trưởng phòng tài vụ, Lưu Tông Tín và Lưu Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Lưu Tông Tín ngẫm nghĩ, đột nhiên nhìn sang trưởng phòng tài vụ. Đi kiểm xem công ty còn bao nhiêu vốn lưu động, sẵn tiện đến ngân hàng xem xem, có thể vay được bao nhiêu thì vay bấy nhiêu trước lúc đại hội đấu thầu, nhất định phải gom đủ 5 tỷ. chương 367, 80 tỷ sao? Hai người thì biết cái gì, còn cảm thấy cậu sở coi trọng chút của cải nhà chúng ta sao? Cái cậu ta cần là thái độ, là thái độ có hiểu không? Lưu Tông Tín hừ một tiếng, nhìn hai người như hiểu như không, cũng chẳng buồn giải thích. Được rồi, hai người cứ làm theo là được rồi, chuyện còn lại tự tôi tính toán. Nói xong, Lưu Tông Tín hô tay, ánh mắt sáng rực minh mẫn. Đây là cơ hội một lần, ông ta nhất định phải nắm lấy. Khách sạn Tân Hải, trong phòng Tổng thống. Dương Xuyên cầm một ly rượu vang nằm trên sofa, đang nghe thuộc hạ tâm phúc ở trước mặt nói. Cậu Dương, tài chính gia tộc đã đủ hết rồi, tổng cộng 80 tỷ. 80 tỷ sao? Dương Xuyên lầm bầm nói thầm, cũng không quá bất ngờ. Trước tiền này, nhà họ Dương quả thực là bỏ ra được miễn cưỡng cũng có thể rồi. Hai phần còn con còn lại, cứ để cho đám người Tân Hải này tranh nhau đi. Dương Xuyên cười nhạt, lời nói đầy đắc ý. Nói với gia tộc, ba ngày sau, thành phố Tân Hải chính là thiên hạ của nhà họ Dương rồi. Đồng thời, cậu đây muốn khiến cho Chu Minh Hạo nhìn xem, đắc tội Dương Xuyên tôi sẽ có kết cục gì. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, dòng tiền chảy về toàn bộ Tân Hải trở nên khổng lồ đến đáng sợ nhưng phàm là gia tộc có máu mặt đều đang gom vốn. Thậm chí không tiếc giá nào mà đến ngân hàng cầm cố vay mượn. chương 368, để ông ấy an tâm, tôi sẽ đi. Cũng không có gì, ngày mai là đại hội đấu thầu rồi, ông cụ cũng bảo chúng tôi chuẩn bị thêm. Sở bắc gật đầu, cũng không bất ngờ, nhà họ lạc muốn nhúng tay vào. Tham vọng cũng lớn thật. Tôi cũng hết cách rồi. Lạc tuyết bất đắc dĩ hô tay. Ông cụ cùng chiến tuyến dương xuyên, nhất định phải đi xem thử tôi cũng chỉ làm theo thôi dương xuyên nhắc đến cái tên này trong lòng lạc tuyết lại có cảm giác chẳng lành chẳng có miếng bánh nào từ trên trời cả đối với dương xuyên này nói thật cô cũng không tin một chút nào ăn cơm trước đi đừng nghĩ quá nhiều sở bắc cười an ủi một câu từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn bình tĩnh không thay đổi đúng vậy nghĩ quá nhiều cũng không có tác dụng gì ngày mai anh đón tâm vũ Tôi phải đi xem xem. Nhưng về chuyện này, sở bác lại cười lắc đầu. Cảnh náo nhiệt như vậy, anh cũng muốn đi xem góp vui. Lạc tuyết xứng người, phức tạp nhìn sở bác, nhưng cũng không nói gì. Hôm sau, thời tiết thoáng đẳng. Sở bá đưa vũ tâm đến trường xong cũng không quay về biệt thự. Một chiếc xe thương vụ Mercedes đã đợi được một lúc. Cậu sở, ông Chu bảo tôi đón ở đây, anh xem bây giờ chúng ta đi qua không? cửa xe mở ra, một thanh niên mặc đồ vest kính cần hỏi. "Ông Chu, rõ ràng là Chu Minh Hạo đứng đầu thành phố. Để ông ấy an tâm, tôi sẽ đi." Sở Bắc khẽ cười, nhưng cũng không lên xe. Chu Minh Hạo vẫn luôn nhấn nhịn đến hiện tại, cũng không gọi điện cho anh, ít nhiều cũng khiến Sở Bắc có chút bất ngờ. "Cậu quay về trước đi, trước khi đại hội đấu thầu diễn ra, tôi sẽ đến nơi." "Chuyện này?" Cậu thanh niên ngây người, có chút khó xử nhưng nghĩ đến chuyện do người đứng đầu đã dặn dò, chỉ có thể khom người, rồi rời đi. Sở bắc khẽ cười, chống gậy, chậm rãi rời đi. Không lâu sau, anh đã đến tập đoàn Bắc giã, sải bước lớn đi vào. Thưa anh, xin hỏi anh có chuyện gì sao? Nhân viên lễ tân nhìn thấy sở bắc, vẫn lịch sự hỏi một câu. Tìm người, tìm người, chương 369, thế nào, nắm chắc được bao nhiêu? không đợi cô ấy kịp phản ứng lại thì cửa thang máy đột nhiên mở ra thanh phong vóc người cao giáo cẩn thận tỉ mỉ bước lớn đi ra tổng giám đốc anh lễ tân giật mình vội lên đón thanh phong chỉ khẽ gật đầu lập tức đi về phía sở bắc đôi mắt nhìn sở bắc cũng không hề tránh né thấy vậy vẻ mặt lễ tân cũng chợt thay đổi đây là tình huống gì chẳng lẽ người này muốn tìm là thanh phong hay là Tổng giám đốc không vừa lòng với việc Sở Bắc đến đây. Lễ Tân có chút hoảng sợ, vừa muốn giải thích thì lập tức lại nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này cô ấy cũng khó mà quên được. "Chào cậu." Chỉ thấy Thanh Phong đứng nghiêm, khẽ khom người với Sở Bắc. Cho dù là vẻ mặt hay là giọng điệu, đều vô cùng kính cẩn trước nay chưa từng có. Mà người đàn ông trên sofa chỉ khẽ gật đầu. Thái độ đó, giống hệt như đối mặt với một người bình thường. Chuyện này Lễ Tân lập tức ngây người, con người như muốn rớt ra ngoài. Thanh Phong chính là tổng giám đốc tập đoàn Bắc Giã. Ngay cả người đứng đầu thành phố mà gặp cũng phải khách sáo tôn trọng. Nhưng người đàn ông trước mặt này, chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi mà thế giới quan của cô ấy đã đảo ngược rồi. Đợi đến lúc định thần lại, Sở Bắc và Thanh Phong đã rời khỏi tập đoàn Bắc Giã. Thế nào, nắm chắc được bao nhiêu? Trong xe thương vụ, Sở Bắc ngồi ở ghế phụ, nhẹ giọng hỏi. Trên ghế lái, Thanh Phong khẽ nhếch miệng cười. Một trăm chỉ là hạng mục hơn nghìn tỷ, cũng coi như món khai vị mà thôi. Giọng điệu lạnh nhạt, như thể đối với anh ta nghìn tỷ này cũng chỉ như một nghìn đồng mà thôi. Sở Bắc khẽ cười, lại không biết khiêm tốn. Vậy hôm nay cho anh biểu diễn, họ sở mỏi mắt mong chờ. Thanh Phong cười gật đầu, chắc chắn sẽ không để cậu thất vọng. Chương 370 mọi người thoáng chốc đều xì sầm bàn tán. 10 giờ trưa, một chiếc xe thương vụ chậm chậm đi đến, mọi người vừa nhìn lập tức đã nhường ra một lối đi. Không vì gì khác, mà vì chiếc xe này là xe của Chu Minh Hạo, người đứng đầu thành phố. Chiếc xe dừng lại, người xuống không phải Chu Minh Hạo mà lại là thư ký Vương. "Các vị đã đợi lâu rồi, ông Chu có chuyện bận rộn, sẽ đến chế một chút, các vị có thể vào trong ngồi trước." Thư ký Vương tươi cười đúng phép. Nói xong thì mở cửa sảnh tiệc, dẫn đầu vào trước. Đại hội đấu thầu lần này vốn là do thư ký Vương chủ trì. Ở mức độ nào đó thì ông ta có thể đại diện thay cho Chu Minh Hạo. Thư ký Vương vừa vào thì có thêm không ít gia chủ các gia tộc nhỏ và ông chủ các tập đoàn đi theo vào. Nhưng càng có nhiều người, hoặc là trong túi thiếu tiền, hoặc vẫn còn mong ngóng. Dù sao, mãi đến hiện tại gia tộc lớn thật sự của Tân Hải còn có một nhà vẫn chưa đến. Cạch, tiếng thắng xe bén nhọn thoáng chốc thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Chiếc xe xa hoa mở cửa, khi nhìn thấy Lý Hải Đông, hiện trường thoáng chốc vang lên một hồi thẳng thốt ngạc nhiên. Chật chật, đợi nửa ngày, cuối cùng có có nhân vật lớn đến rồi. Tổng giám đốc Lý Đích Thân ra mặt, xem ra tập đoàn Lý Thị muốn chơi lớn rồi. Thân là nhân vật lớn trong top đầu của giới kinh doanh Tân Hải, uy danh của Lý Đông Hải đương nhiên không cần bàn cãi. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc chính là, Lý Hải Đông xuống xe thì vẫn chưa đi vào đại sảnh tiệc. Mà ngược lại đứng ở trước cửa, ngóng trông như đang đợi ai đó. Đây, chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Lý đang đợi người sao? Người có thể khiến Tổng Giám Đốc Lý đợi như vậy, e rằng chỉ có mỗi ông Chu thôi nhỉ. Audio điện tử võ tấn bền chương 371 khách viếp kiếm chuyện à. Cảnh tượng này thật sự khiến không ít người ngây ngốc. Có thể khiến hai nhân vật lớn này cung kính chờ đợi như vậy, đây cũng xem là một loại vinh hạnh đặc biệt. Thế nhưng, đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Không lâu sau, Lưu Tông Tín dẫn con trai tới. Phía sau lưng là năm, sáu gia chủ các gia tộc hạng hai. Mấy người họ tuy không có giao lưu nhưng lại như đã hẹn, đều đứng ngay trước cửa. Người không biết còn tưởng là vệ sĩ mà mọi người ở đó đều ngây ngốc nhìn. Ba gia chủ gia tộc hạng nhất, lại thêm mười mấy vị trụ cột những gia tộc hạng hai, gần như đã nắm giữ cả nửa Giang Sơn tại thương trường Tân Hải. Ngay cả Chu Minh Hạo e rằng cũng không có được vinh hạnh như vậy. Mà trong lúc mọi người kinh ngạc không thôi, thì mấy chiếc xe xa hoa chậm rãi đi đến. Khác với những chiếc xe trước đó, mãi khi đến cửa sảnh tiệc thì chiếc xe mới từ từ dừng lại. Đơn thuần nhìn thấy cảnh này, mọi người bất giác đều nhướng mày dù là lý hải đông cách khoảng mấy trăm mét thì chiếc xe dừng lại sau đó thì đi đến nhưng vị này thì hay rồi lại trực tiếp chạy xe đến tận đây đây là gì chứ khách vip kiếm chuyện à thoáng chốc xung quanh đều bàn tán ồn ào rõ ràng rất bất mãn nhưng sau đó ngay sau đó cửa xe mở ra những tiếng bàn tán thoáng chốc đã dừng lại chỉ thấy dương xuyên mặc đồ vest đen tóc tai chải gọn tương tác. Khóe miệng vẫn luôn khẽ cười lạnh nhả, đắc ý hăng hái. Ở bên cạnh, còn có hai tâm phúc đi theo, cũng xem là vệ sĩ, khí thế bừng bừng. chương 372 nhà họ lạc, cũng chỉ là gia tộc hạng ba còn con mà thôi. Nhà họ lạc, cũng chỉ là gia tộc hạng ba còn con mà thôi. Nếu lúc bình thường, chỉ sợ là đến tư cách tham gia đại hội đấu thầu cũng chẳng có. Nhưng bây giờ, Người ta không chỉ đến mà còn đi cùng với cậu Dương. Vinh hạnh như vậy khiến mọi người đều ghen tị hâm mộ. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, vẻ mặt Dương Xuyên vẫn lạnh nhạt, tựa như đã thành thói quen. Nhưng ba ông cháu nhà họ Lạc lại đều ưỡn ngực ngẩng đầu, vô cùng đắc chí. Lạc Vinh Quang và Lạc Viễn Hà mặc vest đen, vẻ mặt nghiêm trang. Nếu không biết, còn nghĩ bọn họ mới là ông lớn. Còn Lạc Mai, không dễ gì mới có thể lộ mặt chỉ hận không thể thu hút toàn bộ ánh mắt. Đối mặt với vẻ mặt ghen tị của mọi người như vậy, vẻ mặt tươi cười đầy đắc ý. Chỉ hận tự giới thiệu tại chỗ, xuất đầu lộ diện thật hoành tráng. Đương nhiên, ánh mắt đa phần mọi người đều tập trung trên người Dương Xuyên. Thân là cậu chủ của đại gia tộc đứng đầu tỉnh, từng hành động của Dương Xuyên tại Tân Hải đều thu hút người khác. Gần như là tất cả mọi người đều cho rằng, mấy người Lý Hải Đông đều đang đợi Dương Xuyên xuất hiện. Ồ, mấy vị đang chuẩn bị đón cậu đây sao, hay là chuẩn bị đổi nghề thành vệ sĩ đây? Đọc tiếp tại Tam Linh 247 nhé, đừng đọc ở website ăn cắp chuyện. Dương Xuyên nhìn thấy mấy người Lý Hải Đông, lập tức cười nói một câu. Giọng điệu châm chọc, khiến mấy người Lý Hải Đông đều nhíu mày. Nhưng đều quay mặt đi, không quan tâm đến hắn ta. Mắt thấy bị bỏ qua, ánh mắt Dương Xuyên có chút không vui. Nhưng vẫn ngẩng cao đầu, dáng vẻ kẻ đứng đầu. Nếu cậu đã đến thì mọi người cứ đi vào đi, thấy mọi người đứng đây cũng rất cực khổ rồi." Nói rồi, cậu Dương tự tin cười, dẫn đầu nhấc chân đi vào. Mà lúc này, vẻ mặt mấy người Lý Hải Đông đều vui mừng, cuối cùng cũng di chuyển. Đều đứng thẳng người, đi qua hướng Dương Xuyên. Chương 373 Lý Hải Đông nào dám khinh suất? Không ngờ, hôm nay lại chủ động đến đón bọn họ. Ôm đùi cậu Dương quả nhiên là lựa chọn chính xác chỉ là ngay sau đó vẻ mặt mọi người thoáng chốc đều cứng đờ chỉ thấy khi nhóm người lý hải đông đi đến trước mặt dương xuyên không hề dừng bước mà trực tiếp đi ngang qua thậm chí còn nhanh chóng bước lên ánh mắt đều nhìn về phía trước chuyện gì đây vẻ mặt dương xuyên thoáng chốc cũng cứng đờ ba ông cháu nhà họ lạc cũng đớ ra không kịp phản ứng tiếng bàn luận xung quanh cũng lập tức dừng lại ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về hướng lạc hải đông đi qua chỉ thấy ba người đều chậm rãi đi về phía sảnh tiệc. Một người bên trái mặc vest chính là Chu Minh Hạo. Một người bên phải, vóc dáng cao giáo, vẻ ngoài tuấn tú, nếu là nữ, e rằng vừa nhìn là cũng không rời mắt được. Mà một người ở chính giữa lại đeo kính đen, tay cầm gậy gõ nhẹ, chậm rãi bước đến. Khí chất nho nhã, khiến Chu Minh Hạo và Thanh Phong bên cạnh đều phai mờ. Cậu sở, cậu đến rồi à? Lý Hải Đông đi đầu vội mỉm cười chào hỏi với Sở Bắc. Sau khi thấy Sở Bắc gật đầu, ông ta mới gật đầu ngỏ ý chào với Chu Minh Hạo. Sau đó, gia chủ của các gia tộc lớn đi sau Lý Hải Đông, Trương Hồng Viễn và Lưu Tông Tín cũng lượt lượt chào hỏi với Sở Bắc. Khi Sở Bắc xuất hiện thì chủ tịch thành phố cũng trở nên mờ nhạt. Trong số những người ở đây, chỉ có Lưu Tông Tín từng gặp Thanh Phong nên biết thân phận của anh ta. Những người khác cũng chỉ chào hỏi khách sáo với anh ta thôi dẫu sao nếu người này được đứng cạnh sở bắc thì chắc cũng có thân phận cao quý ngang với Chu Minh Hảo. Các vị khách sáo rồi, hôm nay các vị mới là nhân vật chủ chốt mà. Sở bắc mỉm cười nói. mươi 374 vấn đề bây giờ là, tên mù đó là ai? Cậu sở, chỉ cần cậu nói một câu thì dù có phải lên núi đao, xuống biển lửa, nhà họ lưu cũng không thoái thác. Đúng vậy, tập đoàn Hồng Viễn chúng tôi cũng sẽ nghe theo mọi sắp đặt của cậu học theo lý hải đông trương hồng viễn và lưu tông tín cũng lên tiếng ba gia tộc hàng đầu của tân hải đều đã lên tiếng tỏ lòng trung thành cảnh tượng hoành tráng này khiến chu minh hạo cũng phải giật nảy mình nhưng khi nhớ tới thân phận của sở bắc thì ông ta lại thấy bình thường nếu ba gia tộc kia làm khác đi mới là lạ các vị đã có lòng thì chúng ta mau vào thôi cũng không còn sớm nữa sở bắc mỉm cười gật đầu những người ở phía đối diện lập tức tránh sang một bên nhường đường cho anh chu minh hạo làm động tác tay mời rồi cùng thanh phong đi theo sau sở bắc tiếp đó những người khác mới nối đuôi đi tiếp thấy vậy những người vây xem náo nhiệt đều ngẩn ra dù họ không nghe thấy nhóm sở bắc đã nói những gì nhưng trong lòng vẫn thấy kinh ngạc các nhân vật lớn như lý hải đông lại chờ một tên mù ư hơn nữa hình như ông ta còn có thái độ rất cung kính vấn đề bây giờ là tên mù đó là ai ngay sau đó có không ít người đã tìm được điểm mấu chốt chắc chúng ta nhầm rồi hình như người tổng giám đốc lý trở là thị trưởng chu đúng đúng tôi cũng nghĩ vậy tên mù kia chỉ chó ngáp phải ruồi thôi chắc là vậy rồi mọi người lại bàn tán xôn xao nghe vậy xong họ cũng bất nghi ngờ về sở bắc dẫu sao ngoài dương xuyên ra thì chỉ có chu minh hạo có được đãi ngộ thế thôi Đương nhiên, có một người không nghĩ vậy. chương 375 nhưng giờ lại thấy cứ có gì đó sai sai. Sao tên mù này lại đến đây làm gì? Đã thế còn đi chung với thị trưởng Chu nữa. Nó mà cũng đủ trình ư. Chẳng qua đây là một sự kiện lớn, không thì bố con họ đã tống cổ sở bắc ra ngoài rồi. Qua, anh sở đây đúng không? Trùng hợp quá. Thấy sở bắc đi tới, Dương Xuyên mỉm cười. Dù là chào hỏi, nhưng Dương Xuyên vẫn đứng ở cửa, tiện thể chắn lối đi của sở bắc thấy thế sở bắc bình thản và không có ý đáp lời anh đi vòng qua người dương xuyên nhưng ngay sau đó dương xuyên lại nhích người sang một bên tiếp tục cản lối anh anh sở đi đâu mà vội đến mức không thèm chào hỏi với tôi thế dương xuyên hít mắt giọng nói bắt đầu có vẻ hầm hực dương xuyên cậu muốn gì sở bắc còn chưa lên tiếng thì lý hải đông đã xuất hiện cậu muốn vào thì vào không thì tránh sang một bên chứ đứng chặn đường người ta như vậy là cớ làm sao lưu tông tín cũng bước tới rồi cất giọng không chút khách sáo hai gia chủ đã lên tiếng bầu không khí lập tức khác hẳn dương xuyên sầm mặt những người khác cũng kinh ngạc đến mức há hốc miệng họ thầm nghĩ sao lý hải đông và lưu tông tín lại to gan như thế đến cậu dương cũng không coi ra gì lý hải đông lưu tông tín hai ông nói vậy là sao định đối đầu với nhà họ Dương đúng không? Dương Xuyên lạnh mặt hỏi, thậm chí còn muốn giết người. Lý Hải Đông và Lưu Tông Tiến chỉ hừ một tiếng, hoàn toàn phớt lờ hắn ta. Không có sao trang gì hết, chúng tôi thấy sao thì nói vậy thôi. Đúng, Dương Xuyên, nơi này không phải tỉnh, cậu không phải ông trời ở đây đâu. Nếu là bình thường, họ còn nể nang Dương Xuyên một chút. Nhưng bây giờ đang có sở bác ở đây thì họ mặc kệ hắn ta luôn các người. Dương Xuyên tức đến mức á khẩu, chỉ biết trơ mắt ra nhìn mà không nói được gì. Đến nhóm Lạc Vinh Quang cũng thấy khó hiểu. Chẳng dễ gì họ mới bám vào được nhà họ Dương, cứ tưởng sẽ được một bước lên mây. Nhưng giờ lại thấy cứ có gì đó sai sai. Audio điện tử võ tấn bền. chương 376, rảnh nên anh đến chơi thôi. Nghe thấy thế, mọi người đều dồn ánh mắt về phía Chu Minh Hảo và Dương Xuyên ai cũng nghĩ thầm không hiểu dương xuyên đã làm gì mà như trở thành mục tiêu bị công kích như vậy chỉ có sở bắc và thanh phong là mỉm cười không nói gì chính nghĩa luôn được ủng hộ mà hôm nay dù sở bắc và tập đoàn bắc giã không tới thì chắc chắn dương xuyên cũng không được như ý muốn các người nghe thấy thế dương xuyên lập tức nổi giận nhóm lạc vinh quang ở phía sau hắn ta cũng cúi đầu xuống không dám nói gì cậu sở mời chu minh hạo không để ý đến dương xuyên nữa mà làm động tác mời với sở bắc sở bắc mỉm cười không nói gì mà khẽ giơ cây gậy trúc lên sở bắc sao anh lại ở đây sở bắc vừa định nhấc chân thì đã có một giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên vang lên anh ngoái lại qua giọng nói anh biết đó là lạc tuyết dành nên anh đến chơi thôi sở bắc mỉm cười rồi kiếm đại một cái cớ đến chơi lạc tuyết ngẩn ra thấy hơi khó hiểu Xong, khi thấy đứng bên cạnh sở bắc toàn các nhân vật lớn thì lạc tuyết càng sướng người hơn. Cô hoàn toàn không ngờ sẽ được chứng kiến một cảnh tượng thế này. Cô lạc, chúng ta gặp lại rồi. Thấy sở bắc đang bị dồn vào thế bí, Lý Hải Đông đứng ra để chuyển đề tài câu chuyện. Tổng giám đốc Lý, lạc tuyết định thần lại rồi vội vàng chào hỏi. Sau đó, cô lại nhìn Lưu Tông Tín, Trương Hồng Viễn và Chu Minh Hạo đang đứng sau lưng Lý Hải Đông. Nhất thời, không biết phải nói gì. Cô Lạc, nếu không chê thì mời cùng vào với chúng tôi. Trong lúc Lạc Tuyết thấy mờ mịt thì Chu Minh Hảo đã bước tới rồi làm động tác mời. chương 377 rõ ràng họ cố ý gây khó dễ cho cô mà. Đây đều là các nhân vật lớn mà ngày thường hiếm khi cô được gặp. Bây giờ, họ khách sáo với cô như vậy, thành ra lại khiến cô thấy phát sợ. Họ đã nói vậy rồi thì mình vào thôi. Sở bắc mỉm cười rồi lên tiếng giải vây. Lạc Tuyết vẫn hoang mang mà không trả lời. Bây giờ, cô vẫn chưa biết đang có chuyện gì xảy ra. Nhưng xem ra chỉ còn cách đồng ý thôi. Lạc Tuyết vừa định lên tiếng thì đã có một giọng nói chua ngoa khác vang lên. "Lạc Tuyết, sao giờ cô mới đến hả? Suýt nữa làm lỡ việc lớn rồi đấy có biết không?" Không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Quả nhiên, Lạc Tuyết vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Lạc Mai giơ tay chống nạnh rồi bừng lửa giận nhìn mình mọi người lái xe đi còn tôi phải bắt taxi thì làm thế nào khác được lạc tuyết khoanh tay không chút sợ sệt trước đó họ đã hẹn là đi chung rồi nhưng cô vừa tới công ty thì đã thấy ba bố con ông cháu lạc vinh quang lên xe còn bỏ một mình cô ở lại rõ ràng họ cố ý gây khó dễ cho cô mà nếu không vì nghĩ cho tiền đồ của công ty thì cô không thèm đi nữa đâu hừ tôi không cần biết đây không phải nơi cô có thể đến đâu mau về đi công ty còn bao việc cần giải quyết kia kìa lạc mai không màng tới đúng sai lúc nói chuyện còn len lén nhìn dương xuyên vì tất cả chuyện này là ý của hắn ta nếu không sao lạc mai dám cả gan đứng đây chứ tôi lạc tuyết tái mặt định nói gì đó nhưng cuối cùng đành nhịn đúng là cô chưa đủ tư cách đến đây thật cô lắc đầu định quay người bỏ đi khoan đã có giọng nói vang lên bàn tay của lạc tuyết bị ai đó nắm lấy Chương 378, hai vị nặng lời rồi, họ chỉ nói thật thôi mà. Đúng đấy Lạc Tuyết, chúng ta đều ở đây thì ai trông coi công ty? Hay cháu về đi." Lạc Viễn Hà cũng tiến lên, nhưng nói với giọng khách sáo hơn Lạc Mai nhiều. "Đương nhiên, nếu không có Dương Xuyên chỉ đạo thì ông ta sẽ không bao giờ dám làm vậy." "Lạc Viễn Hà, ông nói gì thế?" Nghe thấy thế, Sở Bắc và Lạc Tuyết còn chưa nói gì thì Lý Hải Đông đã lạnh giọng lên tiếng buổi đấu thầu hôm nay do tôi tổ chức nếu các người có ý kiến thì mời về chu minh hạo xa sầm mặt rõ ràng cũng đã nổi giận hai bố con lạc mai nghe thấy thế thì sợ hết hồn đừng nói là chu minh hạo lý hải đông cũng là đối tượng mà họ không thể đắc tội cực chẳng đã họ đành quay sang dương xuyên vô dụng dương xuyên sầm mặt rồi tức giận mắng nhiếc bấy giờ hắn ta mới tiến lên rồi nhìn thẳng vào sở bắc hai vị nặng lời rồi họ chỉ nói thật thôi mà. Dương Xuyên cười lạnh một tiếng, giọng nói đã có vẻ mất kiên nhẫn. Chắc các vị đều đã biết nội quy của buổi đấu thầu này rồi, ai không liên quan thì không cần tới. Dương Xuyên cất giọng hờ hứng, không chỉ có lạc tuyết, mà ngay sở bắc cũng nằm trong số các đội tượng bị xỉa sói. Vậy anh Dương nói thử xem, ai mới được vào đây? Sở bắc ngẩng đầu lên rồi nói với vẻ bình tĩnh, đọc tiếp tại Tam Linh 247 nhé đừng đọc ở website ăn cắp chuyện hừ cái này thì tôi không tiện nói ra nhưng tôi có thể khẳng định anh và lạc tuyết nằm ngoài danh sách ấy dương xuyên hừ một tiếng không nể nang gì nữa dương xuyên cậu nghe dương xuyên nói thế chu minh hạo và lý hải đông đều giật bắn mình họ vừa định lên tiếng ngăn cản thì dương xuyên đã nói tiếp tôi khuyên hai người hãy nghĩ cho kỹ không sẽ phải gánh hậu quả khi nhà họ dương nổi giận đấy dương xuyên nói với vẻ đầy khí thế rõ ràng, hắn ta đã bị chọc giận nên mới phải lôi nhà họ Dương ra. Ngay sau đó, nhóm Chu Minh Hạo chỉ trầm mặc. Dù họ có sở bắc làm hậu thuẫn, nhưng không phải lúc nào anh cũng có thể bảo vệ cho họ. Người bình thường thì khó mà sống nổi khi bị nhà họ Dương công kích. chương 379 trật, có kịch hay xem rồi đây. Chỉ đoán anh không phải người đơn giản thôi. Họ muốn xem sở bắc và Dương Xuyên đối đầu sẽ có kết quả thế nào. Sở bắc, Thôi, chúng ta về đi. Lạc tuyết có vẻ sốt sắng. Thần tiên đánh nhau thì người thường như họ chịu sao nổi. Từ từ đã. Sở bắc mỉm cười với vẻ an ủi. Anh khẽ gật đầu, thanh phong vẫn im lặng từ nãy đến giờ đã bước tới. Các vị, nay là ngày vui, sao lại nóng giận thế? Để tôi nói câu công bằng nhé. Thanh Phong vừa lên tiếng, nhóm Lưu Tông Tín đã ngậm miệng. Đến Chu Minh Hảo cũng lùi lại ý tứ của họ đã quá rõ ràng. Nói câu công bằng ư, anh là cái thá gì hả? Dương Xuyên đang bốc hỏa nên nào còn để ý gì nữa, cứ thế quát tháo. Nhóm nhà họ lạc ở phía sau hắn ta cũng có vẻ bất bình. Nực cười, đang có bao nhiêu nhân vật lớn ở đây, sao tới lượt một thằng trẻ danh vô danh tiểu tốt lên tiếng chứ? Chỉ có nhóm lưu tông tín rụt cổ lại rồi nhìn Dương Xuyên với vẻ thương cảm. Dám ăn nói với chủ tịch của bác xã như vậy, Dương xuyên chán sống rồi hay sao? Chật, có kịch hay xem rồi đây. Đến Sở Bắc cũng chỉ mỉm cười rồi kéo Lạc Tuyết sang một bên, như thể không liên quan. Ghê rồi, còn trẻ mà tài năng có hạn, thủ đoạn thì vô biên. Thanh Phong vẫn cất giọng hờ hững. Chương 380 còn nhân vật lớn nào nữa đâu? Không biết thì thôi, hạng vô danh tiểu tốt ấy mà, chờ mà xem, kiểu gì cũng ăn hành ngay. Các tiếng bàn tán vang lên nhưng hầu hết mọi người đều nghiêng về phía Dương Xuyên. Dẫu sao, so với thân phận cậu chủ của nhà họ Dương thì một thanh phong là hoác có là gì đâu. Nhưng vẻ mặt của nhóm Lý Hải Đông lại bình tĩnh đến mức đáng sợ. Nhất là Lưu Tông Tín, ông ta còn thấy hơi nực cười. Sở Bắc, Lạc Tuyết lo lắng, khẽ kéo tay áo của Sở Bắc. Chờ chút, kịch hay còn chưa bắt đầu mà. Lạc Tuyết ngẩn ra rồi không nói gì nữa. Cậu chủ nhà họ Dương thì ghê rồi, oai thế cơ mà. Thanh Phong bật cười rồi cất giọng thản nhiên. Biết thế thì tốt, hôm nay cậu đây không rảnh chơi với anh, biến đi. Dương Xuyên khinh thường xua tay, mục tiêu của hắn ta là sở bắc. Những người khác cũng bắt đầu thấy hào hứng. Còn Thanh Phong vẫn nhởn nhơ, không hề có ý định bỏ đi. Anh không muốn biết tôi là ai à? Này, sao con người anh phiền phức thế hả? Anh là ai thì sao? Không lẽ định đánh đồng mình với anh Dương chắc? dương xuyên còn chưa lên tiếng thì lạc mai đã không nhịn được nữa lạc vinh quang và lạc viễn hà ở phía sau cũng đang nghĩ như vậy để bám được vào dương xuyên họ không màng gì nữa rồi ha ha thú vị đấy thanh phong cười khẩy với vẻ sâu xa được rồi để tôi cho các người một chút gợi ý nhé hãy nhìn xem còn thế lực lớn nào của tân hải chưa đến đây không hả audio điện tử võ tấn bền